Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị nào có phép lên tài tập trung hướng mắt về ánh sáng bắt đầu cho show. Show ơi show, sao cố nhà mà cố không chết đi. Không có cái hũ nào vừa cố cố ơi. Số gì ta mày đi gì ta con mày gì ta con cờ gì ta. Bà con cô bác có nhét giọng này trở lại đây. Trở lại đây mà nghe kêu số. Số gì ta mày gì ta mày gì ta. Cái gì sao nó điếc một bên rồi? Số gì ra? Anh ơi sao cái loa bên này nó cầm luôn nè? Số gì ra mày gì ra? Hello! 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 Hello mày! Hello! 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 Cứ để đây cho thử cái chị Lan có được không? Hello! Chị đang thử giọng đó. Má Lan muốn nhặt con bê lê ra ngoài đúng mày á? Mày bu là nó mày nghe mà thấy mày điên khùng chứ. Nghe coi chuyện à, ai ba anh đúng. Lô. Số gì ra mày gì ra con số gì ra con người gì ra con số gì ra một người gì ra con người gì ra thấy chưa? Nó nhảy qua hai bên kìa. Số gì ra mày gì ra con người gì ra con người gì ra con số gì ra con số gì ra bên đây dùng cái anh ơi. Gì ra mấy, gì ra con người, gì ra con số, gì ra con người, gì ra. Dạ quý quán chị thông cảm, chờ tụi em một xíu. Hiện đại quá thì nó hại. Cuối hình game mùa chung sân đây còn 19. Còn 19 thì còn 19. Số đầu tiên gạch, gạch vô số đầu tiên gạch. Gạch vô số gì ra con 19. Còn 19 số đầu tiên gạch, gạch vô mấy, gì ra. Con 19, con 19, con 19, con 3 gì đi, con 3 gì đi, con 3 gì đi, con 3 gì đây. Con bò bé bé, nó đậu cạnh tre. Đi con hồi mẹ biết đi đường nào. Khi đi em hồi, khi về em nhào. Mẹ em chung với mẹ có yêu không nào. 36, 36, một 36. 36, 36, cái 36. Số gì ra, số gì đây, con số gì đi, con số gì ra nữa, con số gì đi, số gì đi, con số gì đây, tay em dám mang trong tay em dính dai dàng, nói to nói nhỏ, anh ơi mình xuống thuyền tới đứa nhau về nông xuyên, 50 nguyên, nguyên 50 con 50. Cái bị chạy vừa 5 răng, có 5, 15, 2 con số 5, 5, 5, 5, 5, con 5, 15, con 5,
Cưng nói chuyện cái giọng con gái tí xíu coi. Để từ đấy anh sửa chị. Đàn bà có cái giọng Nguyễn Ngọc Ngà. Số 14. Số 14 có số nè. Số 14 đường mà em. 14 dạ nhị lầu. Số 25. Số 25 tam lầu. Số 55. 55 dạ lọt lầu.
Dạ tấm bé Học Lệ, em mời, mời bước ra nè, anh bước lên trên ha. Anh đây là anh. Dạ bé à, Tư ơi, lên trao phần quà cho anh ba nè, em. Lên đi ăn nè. Lên ăn buffet. Lên đây nè anh ơi. Ờ, vậy là một món quà hả Xu hả? Xu rồi, một món quà với cái tấm màu. Rồi em cảm ơn. Anh bước lên trên nè anh, để cho anh, chúng em để ra thông báo với lại chương trình đó. Bây giờ anh muốn lấy cái nào anh? Muốn lấy món nào? Anh ơi, dạ anh ơi, trong đây ví dụ như em có mặt hàng như là cái bàn ủi, quạt máy, cái bảng đèn ly với lại cái thùng bán, anh nhầm cái gì? Ý là cái phần quà cái nào cũng giá trị hết, em giới thiệu lại từng món nha, nhìn theo tay em nè, đó, bàn ủi, quạt máy, cái đèn led với lại hai cái thùng bán, anh nhầm cái nào? Anh nhầm cái quạt giùm em ha. Rồi. Anh gọi anh nhìn cái vô chờ mà cũ nữa chứ. Rồi cảm ơn anh. Dạ, chúc anh may mắn trong loại kế tiếp. Và bây giờ vòng loại cũ đi qua vòng loại mới là đến cái giao một thương tình nhẹ nhàng. Sau đó giới cũ thêm những dự giải mới cho em mọi tập lo vé như dự thuyết một dụng cũng chỉ có 10.000 đồng. 10.000 đồng cho một vòng loại. Dạ, vòng loại vừa rồi thế giới mình không trúng để ủng hộ cho vòng sau. Dạ, vòng đang bán kế tiếp mà không trúng thì dạ mình ủng hộ thêm vòng sau nữa. Vòng sau nữa lỡ xui với không trúng mình ủng hộ thêm hai ba dòng liên tiếp không trúng thì mình đợi vòng cuối cùng nó trúng. Dạ, vòng cuối cùng nó không trúng được thế giới mình coi như là mình chầu hụi, bị giật hụi. Đó, chơi hoài không trúng chứ không có gì trơn á. Dạ bé ba, bé Tư, bé Tư ơi. Tại vì quý vị em lộn bé ba, bé Tư hoài à. Tại hai tụi nó cũng mà mặt giống nhau đó. Đứa tạ 1, đứa tạ 2, trên lệnh nhau có 1 ký à. Bé Tư ơi, em đâu rồi? Em còn vé không em? Chị, em đứng ra mà chị cũng thấy em luôn á. Chị thiệt á. Bữa nay bận áo tới thui à. Láp chỗ nào? Thiệt luôn á, bữa nay bận áo không có thấy luôn á. Dạ quý vị, tội nghiệp bé ba bé Tư lắm, tranh thủ bán vé đó quý vị, để kiếm một cái số tiền nho nhỏ. Quý vị biết để làm gì quý vị? Mua một miếng đất tại Bình Hưng Hòa Bầu Quẹo đó quý vị. Đó, để biết làm gì không? Xây một cái căn nhà thiệt là bự để chứa mấy má bd lúc về già không ca hát nội đường nữa. Về đó đó bán trà đá với tiền vàng bạc cho quý vị, có thể chết chung đó luôn nha quý vị nha. Không, bữa hổng cái bữa đó sao em? Cái Tư có tâm sự với em với anh già rồi. Tâm sự cái gì vậy? Cái bữa đó ba chị em đang ngồi tập kịch ở truyền thông can á. Cái bé Tư có nói nè, ê Thịnh ơi, nữa hả tao mà chúng đặc biệt cái Thịnh là em nó Thịnh là Thịnh là Năm Trà. Ừ thì Năm Trà, nó Năm Trà đi. Thì không phải, nhưng mà cũng như là bé Tư nói như vậy đúng không? Mình có thể mình chế biến vô chút miếu chút tiêu được nha. Là bé Tư nói như nè, Thịnh ơi, Năm Trà chứ là Năm Trà đó. Nữa tao chú đặc biệt cái tao mua miếng đất ở chỗ Bình Hưng Hòa đó. Cái bắt đầu tao có miếng đất rộng thì rộng, nhưng căn biệt thự bự chà bá luôn. Bắt đầu cái chị em bóng gió mình đó hả? Về già không có đi hát nữa, nó về đó ở. Nhưng mà chị nói nghe nè, cái khâu cuối á, chết là chung ở đó luôn. Nhưng mà chị nghĩ á, bé ba bé Tư về chỗ đó hết á. Mà lỡ bé ba bé Tư mà chết á, là chung đủ đâu hai đứa luôn rồi. Vì bự quá, cái kim tỉnh nào cho đủ. Hai cái thằng này, mấy anh nó giỡn mày làm dữ mày. Dạ kính thưa tất cả quý vị, và ngay bây giờ quý vị nào có vé trên tay, tập trung hướng mắt về sáng bắt đầu giờ số. Dạ kính chúc quý anh chị dòng loại này sẽ gặp được nhiều may mắn. Dạ rồi, cầm vé lên giờ số của anh chị ơi. Mười lăm số gì ra mày?
con hẹn gì đi, con hẹn gì đây? Từ là từ phụ thương, bảo kiếm sắc không lên đàn, vào ra ngấu trong tình bạc, nằm má cánh mơ màng. Em luôn trong tình vàng, cho gan vàng quặng đau. Hai mươi tư con hai mươi tư. Hai mươi tư con số gì ra cơ ra con mẹ. Gì ra cái nhà em dọn cái cột mà em siêu mướn thợ vừa nhà sửa sang mà cho tốt. 41 số gì ra mày, gì ra con hay gì ra con, số gì ra con thợ gì ra, số 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 gì ra. Giờ lô tô thì giờ từ từ đừng giờ giống nhau. Con nằm gì đây, con nằm gì đây, nằm gì ra, con nằm gì đây, con nằm gì đây. Cái ý nhọt, ý nhọt, á nhọt, ý nhọt, cái á nhọt, cái anh nhọt, em nhọt, hai đứa mình nhọt. 51 51 là chiếc lá cờ, nhưng ta chưa chắc gì đã tin. Thủng thỉnh mang má ơi. Ơi cố rồi cô già đó cô. Cố ơi chẳng con cố ơi. Đang tụi cháu tụi con cố đó nha. Trời ơi ảnh dài ngắn nhiều cũng biết chứ cô. Rồi nó là giờ tối ra anh trai ông anh ơi. Ướp cùng tôi đi kìa. Thằng này thiệt à. Số 2. Số 2 gì kêu qua cố 1. Anh có kinh luôn hả? Thôi nào không có kinh cười bắt đầu xuống em rồi. Rồi số 2 nè. Số 2 có 1. 24. 24 có 2. 38. 38 có 3. Và con số cuối cùng là 51. 51 hợp lệ. Rồi đủ. Cầm đi. Đây chồng của em nè. Anh lên đây luôn đi anh. Lên đây anh lên. Lên đi. Nếu mà kinh sầu đi xuống thì có sao. Rồi bắt đầu giờ số. Số 6 vừa kêu qua. Số 6 vừa kêu qua thứ nhất kinh chị. 38. 38 có nhị thiên đường. 48. 48 có tam tông miếu. Và số cuối cùng là 51. 51 có tứ đại thiên nhân. Gì? Tứ đại thiên nhân rồi cái gì mẹ. Dù khi chị nói gì, chị nói gì. Trời ơi, nó cùng nó điên. Và kính thưa các anh chị, hai chủ nhân đã đọc giải. Thì bên trên lá vé chúng em ghi rất rõ kim trùng, sản phẩm được chia đều. Tuy nhiên dòng loại này chúng em đây là gặp đọc giải kim trùng lần đầu tiên trong đêm hôm nay. Cho nên chúng em sẽ trao tặng hai phần quà cho hai anh luôn. Là mỗi người một cái bàn mũi nha. Và một bàn mũi đó, kèm theo ăn hai chai nữa. Chai gì? Hai chai mỡ của bé ba và bé tư. Hai chai mỡ của bé ba và bé tư đúng không nè? Dạ rồi, em gửi đến anh. Dạ rồi, em gửi đến cho anh. Cho chàng vỗ tay quý vị kính lề ha. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn hai anh trai. Dạ, chúc nhiều. Hai anh may mắn ngày hôm sau nữa nha. Kính thưa tất cả quý vị, dòng loại tiếp theo chúng em sẽ gửi đến cô bác chị mình. Đã không còn bằng ủi nữa rồi, không còn cái ấm nước nữa rồi. Và dòng loại này chúng ta sẽ tăng lên. Đó chính là một bộ chén sứ 8 cái trị giá là 380.000 các anh chị mình ơi. Một bộ chén sứ này nha. Và nếu không lấy chén sứ chúng ta có thể lấy cho mình một cái quạt máy. Là tụi em đang ghim trực tiếp trên đây để cho các anh chị mình thấy là nó có chạy. Chứ nhiều khi mà mày xạo quá hay là mày đập mày ghim cho mát. Không, nhiều khi lạnh cái quạt máy về hả nó không chạy. Không chạy thì mình qua bên bệnh mình sửa. Mình có cớ. Ai ba nào đẹp trai dạ rồi. Qua bệnh mình sửa. Ví dụ mà mấy chị gái mà có lãnh về mà bị hư á thì đem ra tiệm sửa giùm tụi em. Còn mấy anh trai hư á tụi em có bảo hành. Tụi em có bảo hành. Chị này kỳ bà nội ơi. Mình nghe nói ngọt má ơi. Nghe hóc môn nó chạy nè bạn. Hóc môn nào mà hóc môn nè. Hóc môn heo. Rồi, hết vé chưa? Bé ba heo, em hết vé chưa? nhiều khi anh Xu ơi, chị nghĩ là em mướn hai đứa nó đi bán vé ở đây là em lỗ đó, em sai lầm rồi đó. Tường thì chật mà mướn hai con tập tạ bự bự. Rồi, hết vé chưa bé ba ơi? Bé ba, còn những tấm vé, vé trên đây nè, có vé chưa em? Đi, qua đây nè má, đã bị đi. Rồi, một lần nữa chúng mình xin mời toàn thể anh chị em.
mình trước khi giờ số. Kiểm tra lại dùng UV, kiểm tra tấm áo vé nào luôn. Tắt nhạc đi, tắt nhạc em, tắt nhạc. Không, 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 cứ mở nhạc đi rồi cứ bán vé bình thường, không, không. Rồi, quý vị ơi, quý vị nào chưa có vé cứ giơ lên đi. Người đẹp sẽ phục vụ từng nơi. Gia nhận tấm vé hết rồi, giờ mai là tấm vé cuối tay quý vị ha. Đây, để ý không, bữa nay á, gặp như chị My á, mà vô trong đình bán cấp 20 đau rồi, chị giác. Cười này khóc vậy? Trời ơi, đang vui có khóc kìa. Có khóc rồi chị. Em có khóc. Rồi, hết vé cho mấy em ơi. Qua bên trái có vé chưa? Hỏi rồi phải không? Một đứa gì nhiều chuột chụp chị. Rồi, su su hết chưa? Hết rồi, người đàn su su hết rồi của chị. Rồi, vẫn vâng. Rồi, su ơi cho anh ba một cái vững cho su. Có đứa nào là mình sau rồi đó. Ghé qua bên trái của cái tôi là đường vững cho anh ba để anh ba dò lè lè nè. Rồi, mấy người đẹp bước lên sân khấu để su số. Đưa vững cho người ta bên dưới cho mấy đứa thôi. Quý ơi, anh ơi dặn cái cô đi, trong lúc đang nói được có mở cái cô ha. Rồi. Giao Quy ơi, lẹ lẹp Giao Quy ơi, còn Thanh Sơn nữa. Trời ơi, đàn bà đẹp với mặc áo dài, đàn tên đàn ông không. Rồi, à bé Tươi ơi, em hết vé chưa bé Tươi? Lẹ lên phục vụ cho quý vị nhanh gọn lẹ ha, xuống tích để chúng em sụt xuống. Để cho quý vị khó hóa lâu thời mà chờ đợi lâu. Qua dòng mới, ra một dòng đội mới nữa, đang càng hiện chương trình mới cho quý vị nha. Rồi, những cái đẹp hết vé chưa? Dạ, nó bé ít rồi, nhiều may là tấm vé cuối cùng của quý vị. Bé Tươi em hết vé chưa bé Tươi? Rồi em vô chuồng đi, em thì để cái máng sẵn cho em đó. Rồi, Giao Huy ơi, em hết chưa Giao Huy? Chốn nghĩa vụ làm đàn bà, nghe không? Thằng này. Anh ơi, em hết, báo cho anh kìa, mua vé nữa đi anh. Trời, mua nhìn nó đó, tội nghiệp. Nó đứng nó nhìn cái quạt, nhìn giật nó đó nha anh. Để tình cũ mua đi chí ơi. Thôi, coi như là tình... Hồi xưa Giao Huy... Ai cho người ta? Con đi! Ai cho người ta vậy? Mình biết. Trời ơi, chí, anh có dùng giùm đồ nữa nha. Sợ thạo. À, quý vị ơi, anh ông dám với lại Trần Gia Huy là vợ chồng hồi xưa đó quý vị. Trần Gia Huy làm tớp. Anh ông dám là boss cho quý vị nha. Rồi, tập trung dành sát. Chương trình. Mà cá tay tượng có chương trình. Trên sân khấu chúng em là chương trình đặc biệt của quý vị. Đó, không ai bình thường hơn ai hết á. Rồi, chương trình thuật số lên tôi chúng em xin phép được. Oh!
vị dọc lời vừa qua đã có một chị gái đoạt giải, à không, một chàng trai đoạt giải. Không anh ơi, có vợ rồi hả? Vậy thì chơi PD đi nào. Vui lắm. Tự nhiên ta có vợ thì ta chơi PD. Thì có vợ rồi giờ thì chơi PD. Chứ để sau này uổng. Chơi PD nhiều chứ ngon chứ hả? 26 giờ kiều à. 26 chưa. Dạ có 1. 37. 37 có 2. 46. 46 có 3. Dạ số cuối cùng là 51. 51 hợp lệ là như dạ sao? Rồi 26, 37, 46, 51. 4 con số phù hợp thì 4 con cờ lên trên. Chú có bác gì nào không tự tưởng bước lên trên. Thay mặt là chúng em kiểm tra lại những con cờ. Nếu không chú em xin được phép trao tặng phần quà ở bên ngoài cho anh trai. Anh ơi, bây giờ anh lấy quà hay là lấy tụi em nè? Hả không anh ơi? Họ lấy em đi. Về em chơi cua ma thông trên chú. Anh, về em chơi ngải làm ăn khá nha. Ý bé. Trời ơi, hồi xưa giờ quý vị có bao giờ nghe đội quần chưa? Đây, đây là minh chứng cụ thể cho cái vấn đề mà đội quần. Mẹ ơi, cái váy của người ta nó trùm đầu. Trời ơi, mày bệnh hoạn dữ vậy. Hồi phát sinh nước ta vậy. Ý ông anh ơi. Cái gì vậy? Có kinh một ngày hai lần. Cái này ám đi nghe. Sư ơi, anh ngủ gục vậy. Hồi nãy giờ anh ngủ anh banh ta bỏ vô hết trơn ông nội. Rồi, ta thử cái đúng số. 26. Rồi, 37. Rồi, 46, 51. Y chang. Rồi, 1160. Bà chế 1160. Dạ rồi, đúng rồi nha. Hai chủ nhân đoạt giải mà chúng ta chỉ có một phần quà thôi. Như vậy mà anh trai bước lên sân khấu, chúng ta sẽ chơi lòng quay may mắn. Ai số lớn hơn sẽ nhận về cho mình là một phần quà. Ai số nhỏ hơn, đồng chúng em sẽ gửi tới anh chị 10 lá vé lô tô. Rồi, quay đi nè. Và bên trên chúng em đang quay số thì bên dưới những người đẹp bắt đầu bán những lá vé tiếp theo. Dòng lời tiếp theo vẫn là 10.000 đồng một lá vé cho quán chị mình. Rồi. Rồi cái này là của anh trai đầu tiên nè. Cái này của anh này. Dạ rồi, anh lên trước số mấy anh? 33. Anh sau số 10. Anh chọn quà. Cho em xin 10 vé luôn nè nhỏ ơi. Lấy cho 10 vé đi cưng. Đưa giùm em 10 vé. Dạ rồi, em gửi tới anh 10 vé và một cái voucher trị giá 500.000 đồng. Đây, rồi em cảm ơn anh rất nhiều. Dạ rồi, còn một chàng trai may mắn thì anh lấy cái gì? Anh lấy quạt máy hay là anh lấy cái bộ chén? Lấy gì nè? Bộ chén hả chị ha? Dạ rồi, bà chị chọn bộ chén. Bán vé mà chắc mẹ anh ta ghê. Ngồi vậy đó, đi ra coi. Hạt đá ha. Rồi đây, quý vị có thể cho chàng trai một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? À? Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, anh ơi, còn gửi cho anh nữa nha. Rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, cảm ơn anh. Trời ơi, đỏ như vậy chị. Em với chị là kiếp đỏ đen đó chị. Em với chị đi đánh bài là xuất sắc luôn. Cái này cũng có xấu hơn. Gì? Chị nói gì chị nói lộn á. Xuống. Cái này cũng chưa cưng xấu hơn. Tôi bóng chứ tôi đâu bị điếc. Và cái thương của bác chị và không để sân khấu vắng lặng. Ủa, cho chị đứng tí xíu vậy thôi hả? À? Không, chị nói đi. Dài ghê vậy đó. Thôi, chị nói đi. Thôi, chị nói đi, chị xuống, chị bán vé. Vâng, kính thưa tất cả quý vị và ngay bây giờ, không để sân khấu vắng lặng, xin mời tất cả quý vị hướng mắt về sân khấu đến với một tiết mục vô cùng đặc sắc. Đó chính là tiết mục Múa Đèn Cày, qua phần thể hiện của người đẹp Bội Nhi. Và đề nghị các anh kỹ thuật bên trong có thể là cho em tắt hết những cái quạt khu vực sân khấu được không ạ? À? Bởi vì Múa Đèn Cày mà quạt quạt lát tát trên mặt bà Bini nám hết. Con gọi gì ra, con sống gì đây, gọi ra tóc mấy, con mấy gì đây, mấy gì đây, con một gì đây, con một gì đây. Tớ đẩy tớ đưa, tớ đưa tớ đẩy, tớ đẩy tớ đưa, tớ đưa tớ đẩy, đẩy đưa đẩy. Con mười bảy, 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 con ba gì đây, con ba gì đây, con ba gì đây, ba gì đây. Ba mươi lăm số gì ra số gì con số gì số gì đây.
con số 3. Con số 3 đây, con số 3 là tám vé cờ xích lô từ dần dần từng 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 từng. Dạ cảm ơn chuyến du lịch của Alibaba đã đưa chàng trai về với thế giới bây giờ. Đó rồi, đây là chị ơi. Rồi, đã có một ông anh ơi đọc giải rồi nè. Nên kêu gọi không? Dạ rồi. Bắt đầu giờ số 3 vừa kêu qua. Số 3 vừa kêu qua có nhất kiên trì 27. 27 có gì thiên đường? 43. 43 có tập đồng miếu. Dạ số cuối cùng 57. 57 hợp lệ. Dạ số 3 27 43 57 4 số của bạn nhé. Các bác chị mình chị ơi, cứ lên trên thay mặt đội chúng em kiểm tra là những cái cờ nha. Chị số ơi, hai anh em về Long Xuyên chị. Về Long Xuyên đi cơn, vợ mình ngồi dưới mày. Để đầu à, cầm đi rồi. Anh ơi, bây giờ là anh đi chén hay là đi quạt mái nữa? Anh lấy con phụng nè anh. Lấy quạt. Dạ rồi, gửi cho anh một cái quạt mái nha. Dạ rồi, cho một cái voucher đi, Jumi. Rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Cưng ơi, cưng. Đây, anh chờ em chút. Nhi ơi, anh đi mấy người anh? Hai người. Hai người rồi, cho anh hai vé luôn đi cưng. Cho hai vé rồi. Đây là khuyến mãi thêm cho anh hai vé nha. Dạ rồi, Dung My đi theo lấy giùm chị 20. Lấy giùm chị 20 nha Dung My. Chứ để quên em. Con này đi theo lẹ. Phụng ơi, đi theo ảnh với Phụng. Lấy 20 cho chị, đâu có gì cho con biết không đâu. Ông anh ơi, anh bị em chủ ơi. Anh đi được không? Dạ rồi, kính thưa tất cả quý vị và ngay bây giờ trong lời tiếp theo là mọi lá vé vẫn là 10.000 đồng. Các bác chị vui lòng ủng hộ cho đoàn chúng em nha, các bác chị ơi. Vậy hả? Hello cưng. Đang bên Đài Loan hả cô gái Đài Loan? Con gái to hả chữa? Dạ rồi ơi, kính thưa tất cả. Cậu chúc đồng mình là người đàn bà có gái gà rem Sikula. Người đàn bà có gái gà rem Sikula. Còn tôi là game sầu riêng nha quý vị. Dạ rồi, mỗi lá vé 10.000 đồng, ai chịu có vé hoặc là chịu có phấn cứ giơ tay lên, tự chúng em xin điều động nhân viên tới với vùng chùi quán chị mình luôn nha. Và không để cho sân khấu vắng lặng, xin mời tất cả quý vị hướng mắt về sân khấu đến với giọng hát của người đẹp Tâm Thảo Lệ Quyên Cớ. Trời ơi, giả Lệ Quyên, chị em biết gặp Lệ Quyên thì bắt cỡ chứ. Thì bây giờ trong khi chờ đợi thì Tâm Thảo sẽ gửi tặng cho tất cả quý khán giả mình một ca khúc mà hôm qua Tâm Thảo đã hát lip sync của nữ ca sĩ Lệ Quyên nằm trong live show của anh Gia Bảo và sáng tác của Trúc Phương, Mưa Nửa Đêm. Thank you.
Vừa sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương với ca khúc Mưa Nửa Đêm. Tên phóng là đây. Vậy chúng có cái gì thì có Trịnh Hát, người đẹp tâm hào, dân cái mặt nào, người đẹp tâm hào, có cái gì đại dân tâm hào, người đẹp tâm hào, những cái chàng Diệu Thanh rất là dễ thương, không có gì. Chị ơi, cho Trinh Na em hết vé chưa? Chị ơi, chị thêm bánh vé, ít chiều gì thì nhiều nha. Rồi à, bé Ba, Ô Liêu em hết vé chưa? Ô Liêu, mà cái áo dài rất là dễ thương. Áo dài 1984 có gì, có thêm. Cho Trinh Na tại thích kêu đó. Cắn đi. Chỉ có lý do á, tại vì thích chưa? Cắn đi. Trên China, Trên China hụt é. Bây giờ tới bật bí của Cắn Thi. Có Cắn Thi. Có đâu. Cắn Thi. Chị có đặc biệt chắc, chị rất là đàng hoàng. Chị Cắn Thi là tên là Cắn Thi, vợ của Xích Cước Đại Tiên. Dạ. Còn Vô Mi á, là biết tại sao mà kêu bằng nữ hoàng cơm hộp không? Sao vậy em? Người ta đang đi tập kịch, người ta đang đi tập chương trình, tập game show. Vô Mi lén đi ăn cơm hộp hoài, mua cơm hộp ăn hoài vậy. Vậy thôi hả? Bởi nữ hoàng cơm hộp. Chị cười cho em vui nha. Thật sự là chị không có biết câu chuyện đó như thế nào. Chị chưa biết, nhưng mà chị biết chị sẽ cười. Nhưng bây giờ chị cười ăn ủi đó, em hiểu không? Thì để một lát nữa vô trong cánh gà em kể chị nghe cái vụ. Quý vị ơi, quý vị biết không? Là đẹp bà. Khoan chị, chứ nói khoái này cà phê ca sa chứ phải Đà Lạt phố đâu. Chị buông miếng gì lạnh dữ vậy? Vỗ tay quý vị. Không sao đâu quý vị. Người đẹp Tâm Thảo rất là dễ thương. Tại người đẹp bà Tâm Thảo á, chưa có dựng ra chương trình lưu lót như chúng em quý vị, thường như quý vị nha. Người đẹp Chu Mi chứ người đẹp Bội Nhi đâu quý vị biết không? Đặc biệt người ta đặt cái gì, ta phẫu thuật thẩm mỹ cái gì, nhưng người đẹp Chu Mi, người đẹp Bội Nhi á, đặc biệt nha quý vị, đặt trái cổ. Quý vị thấy chương trình mà phẫu thuật đặt trái cổ chưa? Đây người đẹp Bội Nhi với lại người đẹp U Liêu là hai ca thành công tại Việt Nam nha. Tôi có cái sự can thiệp của phẫu thuật rồi mà. Tôi cà. Số đi. Em ơi, em đem cố vô lấy cái mền chùm lên từ đầu chân tới cuối chân cho chị nghe không? Số đi, nó mắc kêu số quá rồi. Rồi bây giờ anh miếng cho em miếng nhạc Rodai đi anh, để em gạo chén tí xíu ha. Đừng có đấy nữa. Trời ơi, đánh không có lợi nó đâu mà đánh hoài. Nó lấy hộp đèn người bây giờ. Rồi xuôi lẹ lên. Có quý vị nào chưa có vé, quý vị lẹ lên quý vị. Chúng em cầu mời cho quý vị những cái nà, những tấm vé ít rồi nhiều may thì quý vị thương tình ủng hộ. Cố em nói thiệt cố. Có ai nè, nói nghe đi. Xu mình bán vé chứ không phải quýnh lộn. Xu bán vé đó. Bây giờ ai chưa có vé, chưa phấn nói một tiếng điều khiển của robot Trần Gia Huy tới chưa vé đưa phấn liền. Quý lẹ nha em. Dạ mọi người ơi, nhớ ủng hộ cho cố nha. Bây giờ mua vé ủng hộ cho cố đi á, để cố đi thẩm mỹ viện cố kéo nếp nha. Rồi chắc là quý vị chào quá rồi quý vị ha. Bây giờ chương trình sổ số lô tô Hương Nam chúng em xin phép được bắt đầu. Số gì đây cô, gì đây cô, 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 gì đây con ba gì đây, trong xa xa một dải ngân hà sang rồi, nàng tóc đã lên trăng theo xe lon về nhờ chúa trời cho con nước ngập ngùi. Khoan trước khi hát câu này đã tặng câu này dành cho những ai mà sân si chị em mà tối ngày canh chém với nhau chặt chém với nhau nè. Ba gì đây chị em mình nằm cùng thương mến nhau, cha mẹ mất đi ở đằng cây cùng nhau.
Con 30